Đi cúc vàng bên mình thứ loại thường thường Tết ở trong Costco bán nè. Đây bông móng tay nè. Mang dài em đi bộ được. Cũ lâu năm lắm rồi anh ơi. Cái điểm này nè, nó rất là lâu năm rồi. Cho nên nó cũ lắm, nó mục hết trơn nè. Giờ cái mến gì ngon ăn kìa. Rất là rộng luôn. Chúng ta cùng nhau về sự phóng dịch em ha. Em nhỏ số cho mình nha. Hai kim trùng luôn á hả? Hai kim trùng kìa. Mới có 100 còn 20 nó bỏ lên cho nó hết.